Sau một tuần nào xin chào tất cả quý anh em. Hôm nay thì lên cho anh em mấy bộ tem nha anh em nha. Đây là hàng giá gọi là ok, bình dân cho anh em. Những anh em nào mà chúng ta có nhu cầu dọn xe nhưng mà không muốn bỏ một cái số tiền quá lớn ra thì anh em cứ cân nhắc vào những bộ tem này. Mình bao cho anh em là nói chung về cả chất lượng cũng như là giá cả thì đều vừa lòng vừa ý các anh em hết. Đấy, thì những anh em nào mà chúng ta dạng như chơi xe mà anh em là anh em đổi style liên tục, anh em muốn thay đổi liên tục hoặc là anh em dán cho nó đẹp trong một thời gian anh em lột ra. Thì những cái bộ tem này nó thứ nhất là nó vừa đẹp, thứ hai cái giá cả nó rất là tốt, và thứ ba là chất lượng nó bám dính của nó cực kỳ ok, đường nét sắc sảo. Thì anh em có thể quan tâm những bộ tem này nha. Đây, với mức giá là 100 ngàn một bộ thì bên mình giới thiệu cho anh em hai dòng tem chủ đạo. Ngoài ra bên mình thì cũng còn rất là nhiều dòng tem khác, nhưng mà muốn giới thiệu cho anh em hai dòng tem chủ đạo thôi. Đầu tiên là bộ tem lửa rim Thái nha. Hai bộ tem này đều là hàng Thái loại 1 hết nha anh em nha. Hàng Thái loại 1 hết. Thì tại sao gọi hàng Thái loại 1? Thì đó là hàng Thái nhập khẩu nhưng mà loại 1 thôi, không phải hàng zin. Đây mình sẽ khui cho anh em trước một bộ nha. Với anh em so sánh cái loại này với là hàng chợ thì mình cam kết với anh em luôn, hàng chợ không có cửa gì với loại này nha. Loại này nó rất là tốt. Thì hiện tại mình cũng thấy có một số nơi đang bán khoảng 300 ngàn một bộ á. Thì anh em có thể tham khảo bên mình cũng được, mức giá nó rất là tốt hơn nhiều. Đó, chỉ có 100 ngàn một bộ thôi. Kéo này nó hơi cù nha nè. Cái kéo này là xài lâu năm mà trên này nó hơi cùn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ khui cho anh em cái bộ tem Thái rim Thái trước nha, tem lửa rim Thái nha anh em. Bộ này mình gọi là tem lửa rim Thái. Thì bộ này thì nó quá nổi tiếng rồi. Tem là tem lưng vàng anh em nhé. Đầu tiên cho anh em coi trước keo là keo lưng vàng. Đấy, keo lưng vàng nha anh em, keo Thái lưng vàng. Phía trên này nó sẽ có một lớp phủ đó, một lớp phủ cho anh em, gọi là tem ba lớp. Ba lớp là gồm một lớp phủ trên, một lớp tem và một lớp keo phía dưới. Nó gồm có 2, 4 và 6 miếng. 6 miếng mức giá là 100 ngàn, tính ra chưa một miếng chưa tới 20. Đây, mình sẽ lột cho anh em coi luôn nha. Đường nét là sắc sảo nha, keo là keo lưng vàng, loại này là loại cao cấp nhất. Keo lưng vàng. Rồi, mình sẽ lột cho anh em coi luôn cái tem. Lột cho anh em coi luôn phần tem nha. Những anh em nào mà chúng ta đang phân vân thì anh em có thể yên tâm cái loại này sử dụng rất là tốt nha nè. Keo nó dính rất là chắc nha, cho nên mình lột nó phải mất công. Anh em dán lên xe anh em lột nó sẽ dễ hơn, tại vì nó có cái đầu bám rồi. Cái này thì anh em cứ lột cái keo đế trước, xong rồi anh em lên xe lại hãng lột cái keo lớp keo trên rồi nha. Nho Đạt không có dán lên xe cho nên là lột trực tiếp ở đây luôn. Nó khá là khó lột anh em, tại dính rất là chắc nha. Keo này thì nó dính rất là chắc. Loại này thì anh em dán phải cẩn thận, tại vì dán lên rồi lột ra nó cũng khá là khó đây nè, không phải dễ như là những cái loại keo rẻ tiền đâu. Loại rẻ tiền đó thì anh em lột ra dán vô, lột ra dán vô được, nhưng mà nó bung keo của loại này dán vô nó gần như nó chết cứng luôn, nó rất là chắc nha. Cho nên là anh em dán kem thì anh em lưu ý anh em lột những cái loại anh em lựa thợ dán kỹ một chút, hoặc là nói chung là anh em tự dán cũng được, nhưng mà dán kỹ một chút nha anh em nha. Tự dán vẫn ok. Rồi, đây là cái phần tem nha, sẽ lột cho anh em coi. Wow, em thấy sao? Rất đẹp đúng không? Mình sẽ chừa lại chút xíu để tí mình gắn vào nha. Đó, đấy anh em thấy chưa? Quá đẹp anh em, rất là tươi, màu rất là tươi nha anh em nha, rất là chuẩn. Đây mình sẽ lột luôn cái lưng keo cho anh em coi. Đó, keo sẽ là keo lưng keo vàng nha, rất đẹp. Đấy, thì chất lượng anh em cũng thấy rồi đó, rất là xịn sò. Đường nét thì thôi khỏi phải nói luôn nha anh em nha. Đường nét của tem này anh em thấy nó nổi lên trên hẳn luôn này, rất đẹp thực sự luôn em. Cái màu đỏ này đỏ tươi nha, chứ không phải là một số loại nó rất là thấm nha anh em nha. Loại thấm mới là loại rẻ tiền nha anh em, rất là thấm. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình lấy bộ tem rim Thái này nha. Giá là 100 ngàn một bộ cho 6 miếng. Đây, 6 miếng nha, khui ra cho anh em. Và tiếp theo mình giới thiệu cho anh em thêm một bộ Super. Bộ tem này Super Rim đời 2012. Bộ này hay mình bên mình còn gọi là bộ tem Rim 3D nha anh em nha. Super Rim 3D. Rồi, khui cho mày cho nó nhanh. Ok, đây là bộ tem Super Rim 3D, cũng là hàng loại 1 luôn, rất là xịn. Đây, đây là bộ tem nha. Bộ này thì nó nhiều tem lắm anh em, nó nhiều hơn bộ hẳn hơn bộ rim luôn, nó nhiều hơn hẳn luôn nha. Bộ này thì nó tới nhiều chi tiết lắm. 1 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10,
11, 12, 12 miếng. Và là tính là nó gấp đôi bộ kia luôn. Bộ này thì cái điểm đặc biệt của nó là cái chữ stream của nó sẽ lồi lên, dán chồng lên nha anh em nha. Đây, dán chồng lên như thế này. Rất đẹp luôn em. Thực sự luôn, bộ này anh em nhìn là cái hiệu ứng 3D của nó này. Có vài bộ này thì nhiều anh em gọi bộ này là bộ tem family. Đây, có chữ family. Family vì hai cổ này. Đấy, anh em thấy chưa? Family ha. Nhìn em gọi bộ này là bộ tem family. Đấy. Và đây, cái tiếng tem này nó sẽ chồng nhắn đè lên. Mình sẽ dán thử cho anh em coi nha. Bộ này miếng này nó cứng nha anh em. Nó là dạng tem cứng luôn. Đây anh em nhìn này. Nó cứng luôn. Rất là đẹp. Cứng luôn nha. Đó, tem thì vẫn là tem lưng vàng. Còn miếng này nó sẽ là lưng trắng này để nó dán chồng vô nha. Rất đẹp nha anh em. Bộ này cứng luôn. Nó cứng lắm. Cứng ngắc à. Rất là đã. Này, nó cứng á. Đây mình sẽ lột ra cho anh em coi luôn. Lột ra và dán thử lên cho anh em coi nha. Nói chung wow. Lưng bạc này nè. Đẹp ghê không? Đấy, mình sẽ lột ra và dán thử lên cho anh em coi. Dán thử thôi nha, mình can ke nó không có được chuẩn, mấy anh em thông cảm nha. Wow. Đẹp ghê không anh em? Đó, cái này là mình chỉ dán ẩu cho anh em thôi, dán đại thôi nha. Còn anh em về anh em muốn tự dán anh em can chuẩn anh em dán là ngay ha. Đó, nó nổi lên rất đẹp nha anh em. Nổi hẳn lên trên luôn. Đấy, thì bộ này thì mức giá của nó cũng là 100 ngàn một bộ luôn. Đó, cực đẹp cho anh em nha. Chữ Supreme cực kỳ nổi. Rất là đẹp. Đấy, nó bóng nha anh em nha. Cái độ ánh của nó lên này. Đấy, anh em thấy cái độ ánh của nó lên. Cái lớp ở giữa cái chữ rim này nó như là gương anh em. Lên rất đẹp. Đấy, còn nếu như không thì anh em lột ra thôi. Nhưng mà đặt lột ra vẫn được này. Nó sẽ hơi cứng nhưng mà vẫn lột ra được. Đó, tại vì mình dán cho chưa có lâu. Kéo nó chưa khô hẳn. Đấy, anh em thấy sao? Đó, bộ này là đủ ưng ý cho anh em chưa? Đấy, mình sẽ ghép lại đây để cho những anh em nào cần thì anh em vẫn mua được. Rồi, ok. Đấy, thì bộ tem này mức giá là 100 ngàn. Bộ tem lửa này mức giá cũng là 100 ngàn luôn. Anh em nào có nhu cầu thể liên hệ với shop số điện thoại 0915434973. Đây là tem hàng loại 1 cho nên là chất lượng cực kỳ tốt luôn. Giá mà chỉ có 100 ngàn thôi. Anh em mà cần liên hệ với shop nha. Số điện thoại 0915434973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.